Chúng ta học về giảm đau hạ sốt kháng viêm NSAID nha các bạn. Thì về thuốc giảm đau chúng ta có hai loại, đó là giảm đau trung ương và giảm đau ngoại biên. Đối với thuốc giảm đau trung ương, ví dụ như là morphine hay là fentanyl đó, thì có thể là chúng ta học với giáo viên khác rồi. Còn thuốc giảm đau hạ sốt kháng viêm NSAID này nó sẽ thuộc về giảm đau ngoại biên nha, nó tác động ở ngoại biên là chính. Và trước khi mà tìm hiểu về thuốc thang thì các bạn sẽ coi coi là cái phản ứng viêm hay là sốt nó được hình thành như thế nào, và khi mà chúng ta học về cái cơ chế của NSAID thì chúng ta sẽ hiểu là cái NSAID nó tác động vào đâu để nó giúp cho chúng ta giảm viêm, giảm sốt. Bây giờ trước tiên là về cái phản ứng viêm nha các bạn. Thì viêm đây là một cái phản ứng mang cái tính chất tự vệ, và nó sẽ gây ra những cái biến đổi về mặt cấu trúc hay là những cái biến đổi tại mô cơ quan. Bây giờ có lấy ví dụ như là với trường hợp có một cái gì đó nó bị xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta nè, thì ngay lập tức là những cái chất trung gian gây viêm, tức là mang cái tính chất tự vệ, thì nó thấy là mấy cái này lạ nè, thì nó sẽ bu tới ví dụ như là bạch cầu hay là các cái mono bào chẳng hạn. Và khi nó đi tới đây thì nó sẽ tiết ra các cái hóa chất trung gian để nó tiêu diệt cái tế bào lạ, và chính những hóa chất trung gian này gây nên tình trạng viêm với các cái triệu chứng là sưng nóng, đỏ và đau, có hiện tượng tỏa nhiệt ở chỗ này, được chưa? Và khi mà các bạn tìm hiểu về sâu ở bên trong về bản chất phân tử thì những chất trung gian nào gây viêm đây, đó là thể hiện vai trò của hai cái chất quan trọng nhất, chính là prostaglandin và leucogien, được chưa? Leucogien là gây viêm trong cái trường hợp là bị hen thì chúng ta đã học rồi, còn prostaglandin là nói về tình trạng gây viêm nói chung, được chưa? Tình trạng gây viêm nói chung. Bây giờ mình sẽ nhìn vào cái sơ đồ biểu thị cái con đường hình thành nên các cái chất trung gian gây viêm. Giống như ngày hôm trước thôi, vẫn là sơ đồ liên quan tới acid hydrochloric, tức là cái màng tế bào phospholipid kép nè, nó sẽ bị tác động bởi cái màng phospholipase A2 tạo thành acid hydrochloric. Rồi acid hydrochloric sẽ theo hai con đường chuyển hóa theo men lóc, tức là lipoxygena tạo thành leucogien, và hai con đường men cấp là cyclooxygena tạo thành kép prostaglandin, tức là prostaglandin, được không? Và prostaglandin thì nó sẽ có rất là nhiều loại, như các bạn có E, có Y, rồi có trường hợp là cái con số phía sau nữa nè, nó sẽ khác nữa, được chưa? Rồi bây giờ là tùy trong leucogen liên quan tới hen, trong đó tác nhân liên quan tới tình trạng viêm nói chung. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa ở cái nhánh là men cấp, được chưa? Cấp thì nó sẽ có là cấp 1 và cấp 2 nha các bạn. Về mặt sinh lý bình thường, acid hydrochloric theo con đường cấp 1, thì cấp 1 receptor của nó nằm ở hầu hết các mô, và nếu như là nó theo con đường cấp 1 tạo thành prostaglandin E2 đó, thì nó sẽ có lợi cho thận, tức là nó giúp điều hòa dòng máu đến thận, giúp bảo vệ thận, kịp chưa? Rồi trong trường hợp tiếp theo nữa là nó sẽ hình thành nên các cái TSA2, mình gọi là gromboson, tức là cái chữ này nè, gromboson A2, được không các bạn? Gromboson A2 nó sẽ thúc đẩy quá trình đông máu cho chúng ta. Rồi tiếp theo là nó sẽ tác động tạo thành prostaglandin Y2, giúp ngăn tạo khối đông máu, tức là ở bên đây gromboson A2 thì gây đông, còn bên prostaglandin Y2 thì là ngăn tạo khối, tức là chống đông, được chưa? Rồi tiếp theo là nếu như theo con đường mà cấp 2 đó, thì nó sẽ tạo thành các prostaglandin, ở đây là Y2, E2 mà trên trên nền viêm nha, thì nó sẽ thúc đẩy các cái phản ứng viêm, gây sưng nấm đỏ đau. Do đó khi chúng ta sử dụng thuốc mà để giảm viêm đó, thì
Hầu như là chúng ta sẽ thấy nó sẽ giảm viêm do nó ức chế được cái cấp 2 nè, được không? Thì nó sẽ giảm đi prostaglandin E2, E2 ở chỗ này, giúp giảm viêm cho người bệnh. Và trên thực tế thì những cái loại thuốc ức chế cấp đó các bạn, có loại là ức chế chỉ chọn lọc cấp 2 thôi, nhưng mà cũng có loại là nó không chọn lọc, tức là vừa ức chế cấp 1 vừa ức chế cấp 2. Như vậy nếu như là nó ức chế cấp 1, chuyện gì xảy ra đây? Nó làm giảm prostaglandin E2 ha, giảm romosanin 2. Nếu như giảm prostaglandin E2 ở ở phần thận đó thì gây giảm dòng máu tưới tới thận và có khả năng gây suy thận, kịp chưa? Rồi còn nếu mà nó giảm romosanin 2, đạt giảm romosanin 2 này thì mình thấy là bình thường cái romosanin này là nó gây đông, cho nên nếu giảm xuống thì nó sẽ như thế nào đây các bạn? Nó sẽ chống đông, được chưa? Tùy tùy vào từng cái thuốc mà cái tính chất chọn lọc trên tóc nó sẽ khác nhau. Và một hồi nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn là cái thuốc nào nó có hiệu lực trên những cái cấp nào nha các bạn. Còn về các cái phản ứng viêm như thế này thì thôi các bạn coi thêm cái này đào sâu rồi. Vậy về mà các cái thuốc mà chúng ta có thể gặp trên lâm sàng đó thì một số thuốc giảm đau ngoại biên là cái màu xanh nhạt nè, như là aspirin hay là ibuprofen, hay là một cái loại khác nữa như là paracetamol, đây là ngoại biên. Còn những cái thuốc mà màu đậm này á là thuốc giảm đau trung ương, được chưa? Như vậy thuốc giảm đau ngoại biên mình sẽ chia ra thành rất là nhiều nhóm nha: giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, đó chính là aspirin, được chưa? Aspirin mang hiệu quả giảm đau, hạ sốt, kháng viêm. Còn giảm đau, hạ sốt không là paracetamol, chưa? Para này nó không có tính kháng viêm, nó chỉ giúp giảm đau và hạ sốt mà thôi. Rồi giảm đau đơn thuần là cái hoạt chất lactafenin với cái biệt dược Edaravone có thể các bạn hay dùng. Rồi giảm đau và kháng viêm, tính hạ sốt nó có nhưng mà nó ít ít thì thuộc vào cái nhóm NSAID. Rồi cuối cùng là mình có cái dòng kháng viêm dạng men nữa. Vậy thì về khi mà chúng ta áp vào cái bậc thang giảm đau đó các bạn, thì những cái thuốc đau trong điều trị đau nhẹ như là para hay là NSAID thì thường là đau bậc 1. Cái nào là đau bậc 1? Hay đau nhẹ như là đau đầu, đau răng hay là đau bụng rồi vân vân, nó nhẹ chúng ta xếp vào bậc 1 ha. Còn trong trường hợp chúng ta bị đau trung bình hay là đau dai dẳng tăng lên, ví dụ các bạn đã dùng giảm đau rồi mà không giảm đó, thì chúng ta có thể nâng thành bậc 2 với cái việc là phối hợp cái thuốc trong giảm đau bậc 1 chung với một cái opioid nhẹ như là codeine. Và ngoài hiệu trường thì mình có các cái chế phẩm như là paracodeine đó, thì nó là cái giảm đau bậc 2, được chưa? Còn bậc 3 là trong các cái trường hợp đau nặng. Thế nào là đau nặng đây? Ví dụ như là các bạn bị đau do phẫu thuật, hay là bị đau do ung thư, hay là các cái trường hợp mà chúng ta bị đau do zona đó, thì mình sẽ xếp vào cái hoặc là đau mà do chúng ta gãy xương, nó là đau nặng đó, đau dai dẳng, thì chúng ta có thể phối hợp thêm các cái opioid mạnh như là morphine hay là benzodiazepine. Và trong bài ngày hôm nay thì hầu như là chúng ta sẽ thiên về cái bậc 1 là chính ha, tức là NSAID với lại paracetamol. Như vậy có một câu trắc nghiệm cho các bạn ở phần này đây. Theo như chúng ta vừa tìm hiểu thì paracetamol nó sẽ có cái tác dụng gì? Mời nha. Mời ha. Mời Hồng Liên. Dạ thưa cô, em chào cô. Con... Em chọn đáp án C. giảm đau E cô. em đúng rồi, đó là giảm đau hạ sốt. Thật ra cái hoạt chất para này chúng ta rất quen thuộc và đúng không các bạn, giảm đau hạ sốt nha, cảm ơn Linh. Tiếp theo câu số 2 thì đối với NSAID nó sẽ mang cái tác dụng gì đây? NSAID nhắc lại là cái tính chất chính của nó là
giảm đau và kháng viêm. Còn về cái khả năng hạ sốt thì hầu như là theo nghiên cứu thì nó có ở em aspirin là chính, còn mấy cái acid khác thì khả năng hạ sốt của nó không có cao nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang về hai cái nhóm là NSAID với lại paracetamol riêng nha. Thứ nhất là về NSAID nè, quay lại với cái cơ chế khi ba prostaglandin được tạo thành nó sẽ gây viêm đó, thì NSAID sẽ ức chế men cốc, đặc biệt là cái cốc 2 nè, thì để giảm prostaglandin thì giảm vấn đề viêm. Trường hợp mà nó ức chế luôn cốc 1 thì nó sẽ gây một là rối loạn đông máu, hai là suy thận, và cái thứ ba là nó làm giảm cái prostaglandin bảo vệ ở dạ dày, gây tình trạng loét dạ dày mà chúng ta hay nghe đó, được chưa? Vậy thì đây sẽ là những cái tác dụng phụ chung của thuốc NSAID không chọn lọc, được chưa các bạn? Không chọn lọc tức là vừa ức chế cấp 1 vừa ức chế cấp 2, còn chọn lọc là chỉ ức chế trên cấp 2 mà thôi, được chưa? Bên đây về ở đây có những cái ghi chú những cái từ viết tắt thôi. Các bạn khi mà chúng ta coi slide chúng ta chưa hiểu thì các bạn lật lật sang cái slide tiếp theo để các bạn coi những cái từ viết tắt này là nó đang chỉ cái gì nha. Rồi về mặt sốt thì như thế nào? Thật ra là khi mà cái acid arachidonic nó tạo thành prostaglandin đó, thì prostaglandin nó sẽ tác động lên cái hệ thần kinh tự chủ, tức là hệ thần kinh thực vật của mình nè, với hệ thần kinh trung ương, gây ra những cái tác động như là co mạch, tăng chuyển hóa rung cơ hay là tăng hô hấp. Và các bạn thấy là rung cơ nè, tăng hô hấp hay là tăng chuyển hóa nó sẽ tạo nhiệt, đúng không? Chuyển hóa là sẽ tạo nhiệt, còn co mạch là nó sẽ ức chế thải nhiệt, vừa tạo nhiệt ra nhưng mà lại không cho thải, tức là nhiệt độ nó sẽ tăng lên, là rơi vào cái trạng thái là nóng sốt nè, được chưa? Rồi ngoài ra thì những cái chất ngoại lai nó còn gây tác động lên trung tâm điều hòa thân nhiệt, và nó cũng ảnh hưởng, nó cũng là một trong số các tác nhân mà gây sốt luôn. Cho nên là đối với NSAID mà đặc biệt là cái aspirin đó, thì nó sẽ giúp tác động vào cái quá trình này và giúp giảm sốt cho bệnh nhân, được chưa các bạn? Bên cạnh cái vấn đề là sốt là viêm, thì cái việc mà NSAID tác động trên những cái kết tạp tiểu cầu đó cũng rất là được chú ý, đặc biệt là trên cái bromosan A2 này nè. Và nhắc lại một lần nữa, đó là bình thường á, nhờ có cốc 1 mà cái tiểu cầu này nó sẽ tiết ra được cái bromosan A2 và nó gây kết tạp tiểu cầu, được chưa? Đó là nó gây đông. Và khi chúng ta sử dụng thuốc, đặc biệt là cái aspirin đó các bạn, với cái liều thấp thì aspirin này nó sẽ ức chế cốc 1 là chủ yếu, cho nên là nó làm giảm kết tạp tiểu cầu, hay chúng ta còn gọi NSAID có khả năng chống kết tạp tiểu cầu cho bệnh nhân là như vậy. Và bây giờ mình sẽ đi vào từng cái nhóm thuốc cụ thể nha. Đối với cái cách là phân loại đó thì mình có phân loại theo cấu trúc nè. Những NSAID cổ điển như là aspirin, diclofenac, rồi indomethacin hay là ibu, hay là các cái dòng sicam, ví dụ piroxicam hay meloxicam, thì hầu hết những cái thuốc ở trên đây là các thuốc rất 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 thường gặp trên thị trường nha. Chúng ta nếu được các bạn học thuộc lòng những cái hoạt chất này luôn, nó sẽ có lợi cho cái việc kê thuốc của chúng ta nha. Còn về NSAID mà ức chế chọn lọc trên cấp 2 thì chủ yếu nó sẽ rơi vào cái nhánh là cấp ship. Tuy nhiên là ở cái phần chọn lọc đó, nó sẽ có hai cái khái niệm là chọn lọc hay là ưu thế nữa các bạn. Vậy nên là với cái nifazulid là nó ưu thế nha. Nếu như sử dụng cái dòng thuốc này á, thì nó sẽ ưu thế, tức là cấp ức chế cấp 2 lớn hơn nhưng mà tầm khoảng 50 lần thôi. Còn cái dòng cấp tiếp là nó chọn lọc trên cấp 2 luôn, tức là nó sẽ ức chế cấp 2 nhiều hơn cấp 1 hơn 50 lần, được chưa?
Nếu như mình đi đào sâu quá thì nó thật sự là nó cũng có khác biệt một chút đỉnh. Rồi đây là về mặt phân loại, về các cái đặc điểm được trích từ tài liệu của Cục Quản lý Dược của chúng ta. Các bạn có thể coi thêm vào trong đây tài liệu này, cái hình tài liệu đáng tin cậy, các bạn có thể an tâm dùng ha. Rồi bên cạnh đó thì khi mà chúng ta áp vào cái tài liệu Goodman của năm 2013 đó, các bạn sẽ thấy là cái tính chất chọn lọc cấp đó, đây nó sẽ thay đổi dần theo theo từng cái nhóm. Thì trong đây cái nhánh tóc xít là nó sẽ ức chế chọn lọc trên tóc 2, tuy nhiên là grove tóc xít là nó sẽ chọn lọc cấp 2 nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi ức chế chọn lọc trên tóc 2 quá nhiều đó thì cái nguy cơ tim mạch nó sẽ tăng cao. Vậy nên là thật sự là cho tới cái thời điểm hiện tại á, thì mình còn có dùng cái celecoxib là chủ yếu thôi. Thỉnh thoảng thì mình có thấy thêm cái etoricoxib nữa nha các bạn. Còn robecoxib này á, thì nó đã bị thu hồi từ rất là lâu rồi. Bây giờ mình đi qua những cái tính chất chung của NSAID trước, mình học về cái chung trước nha. Xét về NSAID nói chung, nó sẽ là những cái thuốc có cái tính axit và cho hấp thu rất là nhanh. Bên cạnh đó nó sẽ gắn mạnh trên protein huyết tương, vậy nên là cũng có thể xảy ra các cái tương tác thuốc, đặc biệt là ở aspirin ha. Về mặt chỉ định, NSAID nó sẽ được chỉ định để giảm đau từ nhẹ cho tới trung bình. Giảm đau nhẹ, đau thế nào là nhẹ thì hồi nãy có nói qua với các bạn đó, là ví dụ các bạn đau đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau cơ rồi vân vân, thì nó chỉ là đau nhẹ tới trung bình thôi. Rồi tiếp theo là với các cái trường hợp là chúng ta bị viêm đó, tùy vào cái tính chất viêm nha mà chúng ta sẽ lựa chọn các cái NSAID khác nhau. Bởi vì cái khả năng kháng viêm của những cái NSAID thành phần nó cũng có thuốc kháng viêm mạnh, có thuốc kháng viêm yếu. Như vậy nếu trường hợp chúng ta dùng kháng viêm thì hầu như là cho các cái chỉ định như là viêm khớp dạng thấp hay là thoái hóa khớp, hoặc là viêm trong các cái trường hợp nhiễm khuẩn thì chúng ta cũng có thể dùng. Còn về hạ sốt thì hầu như bây giờ chúng ta thiên về dùng paracetamol cho hạ sốt hơn là sử dụng NSAID để hạ sốt như các bạn, bởi vì cái paracetamol nó sẽ an toàn hơn. Về những cái chỉ định khác đối với các NSAID mà có tác động kháng viêm mạnh đó thì còn được dùng trong điều trị trong giảm đau cho cái trường hợp bị gút đó, đặc biệt là gút cấp. Rồi chống kết tạp tiểu cầu thì chúng ta sẽ gặp ở aspirin với cái liều thấp. Rồi ngoài ra thì nó còn có cái chỉ định là đóng ống động mạch hở, cái này là trong trong sản như thế nào. Thì đây nè, chúng ta coi ví dụ như là trường hợp bệnh tim bẩm sinh đó, là cái phần ống động mạch nó sẽ bất thường, tức là nó có cái tình trạng bất thường ở cái phần nó voi ra như thế này, làm cho cái sự tuần hoàn nó bị gián đoạn, cho nên gây ra bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là ở trẻ em. Tiếp theo về tác dụng phụ của NSAID nói chung thì những cái NSAID nó sẽ mang cái khả năng là ức chế cấp 1, tức là loại không chọn lọc đó, thì nó sẽ gây là loét dạ dày tá tràng do làm giảm cấp prostaglandin, là một yếu tố bảo vệ dạ dày nha, giảm cấp prostaglandin cho nên là gây loét. Rồi cái thứ hai là đối với những cái thuốc mà nó chọn lọc mạnh trên cấp 2 đó thì nó sẽ mang cái nguy cơ là đau tim và đột quỵ, tức là nguy cơ trên tim mạch lớn. Cho nên mình mới nói là các cái dòng cốc xít bây giờ mình đa phần mình chỉ còn xài cái celecoxib thôi, còn etoricoxib thì ở Mỹ họ cũng không xài nữa, chỉ có châu Âu với Việt Nam chúng ta xài cái etoricoxib. Tiếp theo là về cái chức năng của thận thì lưu ý một chút xíu là dùng thì có khi nó sẽ làm giảm cái bất tắc ăn lim I2 đó, làm giảm lượng máu tưới tới thận, cho nên là nếu mà một mình nó thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà trên những bệnh nhân mà có thận mạn hay là có suy tim đó, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới bệnh lý đó một ít nha các bạn.
về tác dụng phụ trên chức năng tiểu cầu thì cái này mình thấy là nó chống kết tặc tiểu cầu, được chưa? Rồi trên phụ nữ có thai thì như thế nào đây? Phụ nữ có thai thì tùy vào thời kỳ nha các bạn. Ví dụ như là thời kỳ 3 tháng đầu, nếu chúng ta sử dụng NSAID mà đặc biệt là cái aspirin đó thì nó sẽ gây cái nguy cơ quái thai. Rồi nếu như chúng ta sử dụng vào 3 tháng cuối đó thì nó lại dễ ảnh hưởng tới 3 tháng cuối này thì nó có khả năng làm đóng cái làm đóng xóm ống động mạch chủ của thai nhi, và khi mà đóng xóm quá thì làm cho cái lượng máu tưới tới thai á, nó bị giảm và nó không có lợi cho thai nha. Rồi tiếp theo nữa là vào cái giai đoạn chuyển dạ mà trước đó người phụ nữ có thai thì có dùng liều kéo dài, đặc biệt là cái dòng NSAID á, thì nó sẽ làm giảm gốc prostaglandin, mà về mặt tính chất gốc prostaglandin nó gây co thắt, nó trợ sinh, vậy nên khi giảm thì nó sẽ làm cho chúng ta chậm chuyển dạ, được chưa? Rồi với cái khả năng mà nó chống chống kết tặc tiểu cầu nó giảm đông nè, thì người phụ nữ có thai cũng có nguy cơ bị chảy máu sau sinh đẻ, được chưa? Mình còn gọi nó là tăng huyết sau sinh. Như vậy với nhiều cái trường hợp mà ảnh hưởng như vậy, cho nên là phụ nữ có thai đặc biệt là 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thì chúng ta cần phải hết sức là cẩn thận khi dùng NSAID, và nếu được thì chuyển sang xài paracetamol nó sẽ an toàn hơn so với cái nhóm này, được chưa? Rồi còn về các cái phản ứng quá mẫn thì chúng ta sẽ đặc biệt lưu ý tới cái phần hen suyễn. NSAID nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ bị cơn hen tắc. Phần này thì trong bài ngày hôm trước chúng ta đã có lý giải rồi, đúng chưa các bạn? Là bởi vì nó làm tăng leukotriene đó. Hình này là giải thích về cái nguy cơ loét, còn hình này là giải thích về cái nguy cơ làm tăng xuất hiện cái cơn hen tắc, do là chúng ta ức chế cái nhánh ở bên tắc thì cái lượng chất chuyển về tạo leukotriene nó sẽ tăng lên và nó gây cái nguy cơ co thắt đường dẫn khí cho bệnh nhân. Như vậy chống chỉ định của NSAID là các bạn sẽ không dùng cho những bệnh nhân đang bị viêm loét dạ dày tá tràng, được chưa? Rồi cái thứ hai là những người mà người ta đang bị xuất huyết thì chúng ta cũng không có xài được, bởi vì nó làm gia tăng cái nguy cơ xuất huyết nhiều hơn. Còn ở phụ nữ có thai thì thật ra thì nếu mà chúng ta phân tích kỹ 3 tháng giữa các bạn có thể cân nhắc được, được không? Rồi chống chỉ định cho hen suyễn, và nhớ là những trường hợp mà bệnh nhân bị lên cơn hen do có cái tiền sử dị ứng với aspirin trước đó đó thì chúng ta cũng sẽ chống chỉ định với các cái NSAID khác, được chưa? Đây là hình ảnh cho các bạn coi về cái T1 phần 2 của từng cái thuốc. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái thời gian bán hại của từng thuốc để mà đưa ra cái thời gian sử dụng. Lấy ví dụ như là có rất là nhiều thuốc với T1 phần 2 khác nhau, và nó có cái nó lên tới 50 mấy tiếng. Thì đối với các thuốc có T1 phần 2, các bạn để ý nó dưới 10 giờ thì ngày các bạn dùng 2-3 lần, được chưa? Và đương nhiên là dùng nhiều lần như vậy thì bệnh nhân nào người già đó thì họ sẽ hay quên. Nhưng mà nó lại có cái ưu thế là T1 phần 2 ngắn thì thời gian tích lũy của nó ít bị tích lũy thuốc, và nó sẽ có lợi hơn cho người già hay là bệnh nhân suy thận. Còn đối với những cái thuốc mà có T1 phần 2 mà hơn 30 tiếng, ví dụ như là piloxicam nè, T1 phần 2 của nó tới 57 tiếng thì một ngày chúng ta dùng một lần thôi các bạn. Và ưu điểm của nó đó là không có sợ quên, bởi vì ngày chúng ta có ăn riêng hả, không quên. Tuy nhiên nhược điểm của nó là cái khả năng tích lũy của nó cao, vậy nên là những cái đối tượng nhạy cảm như là người già suy thận thì chúng ta sẽ thận trọng khi mà các bạn kê cái dòng này, các bạn kịp chưa? Còn những cái thuốc mà có T1 phần 2 ở giữa giữa thì cái này cũng tương đối dễ dùng và ít tác dụng phụ hơn so với cái loại có T1 phần 2 dài. Rồi đây là cái bảng về
cái tính chọn lọc thôi các bạn coi thêm. Như vậy chúng ta đã xong về những cái tính chất chung chung nha của em xét. Bây giờ mình sẽ đi qua từng cái riêng chất riêng lẻ. Như vậy đối với những cái chất riêng lẻ mà ở trên slide đó, thì cái thông tin nào thể hiện sự khác biệt đó, thì mới có, còn cái nào mà chung thì sẽ không đưa lên ha. Ví dụ như là những cái tác dụng phụ về viêm loét dạ dày hay là tác dụng phụ về suy thận thì cái đó là chung rồi, sẽ không nhắc lại được cho. Và mặc nhiên các bạn hiểu, các bạn sẽ hiểu là những hầu hết các NSAID đều sẽ gây tác động dụng phụ trên dạ dày và trên cái thận hết nha. Thứ nhất, cái chất đầu tiên chúng ta tìm hiểu là aspirin nha các bạn. Aspirin này ức chế không chọn lọc cấp, tức là vừa ức chế cấp 1 vừa ức chế cấp 2, và nó gắn trên protein huyết tương cũng khá là nhiều. Rồi, về mặt chỉ định, aspirin giúp giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, đúng chưa? Kháng viêm nè, giảm đau với các cái dạng chứng đau trung bình và giúp hạ sốt. Hầu như là với cái liều trên 500mg thì đều mang tác động giảm đau, hạ sốt, kháng viêm hết. Rồi, cái chỉ định tiếp theo là chống kết tập tiểu cầu. Chống kết tập tiểu cầu này thì thường cái khoảng liều nó sẽ dao động từ 75 cho tới 81mg, kịp chưa các bạn? Với cái liều thấp này thì nó sẽ chuyên biệt tác động trên thrombosan 2 mà thôi. Còn với những cái liều cao hơn thì mình sẽ thấy là giảm đau, hạ sốt, kháng viêm của nó đây, các bạn coi ở bên dưới nha. Vậy là aspirin cho tới thời điểm hiện tại thì rất là ít trường hợp chúng ta. Bây giờ thì ít người ta dùng cái viên aspirin BH8 với cái nồng độ 500mg trong giảm đau, hạ sốt, kháng viêm lắm các bạn. Mà thường thì bác sĩ chúng ta sẽ, nếu muốn giảm đau, hạ sốt hay là giảm đau, kháng viêm, chúng ta sẽ lựa chọn các cái NSAID khác hiệu lực mạnh hơn và an toàn hơn. Tuy nhiên với cái chức năng chống kết tập tiểu cầu thì cái viên aspirin 81 được sử dụng rất là thường xuyên, bởi vì cái khả năng chống kết tập tiểu cầu tốt và bên cạnh đó nó còn rẻ nữa các bạn. Một viên aspirin 81 hàng trong nước, trong thầu, nó chỉ có tầm giá đấu thầu nó chỉ tầm 81 đồng một viên, có mấy chục đồng một viên thôi, rất là rẻ ha. Rồi, về tác dụng phụ của aspirin, ngoài các cái tác dụng phụ chung của NSAID thì nó còn có cái tình trạng là gây hội chứng Gray ở trẻ em nha các bạn. Hội chứng Gray này là tình trạng mà nó gây kích ứng đường hô hấp và làm cho trẻ thở nhanh lắm, cho nên là gây tích tụ CO2 rồi từ từ gây tan chuyển hóa, và thường thì gặp ở các trẻ dưới 12 tuổi, tức là lúc này cái cơ chế điều hòa đường hô hấp của bé chưa có ổn định. Rồi không dùng aspirin khi bị nhiễm virus, bởi vì nó sẽ không có, tức là aspirin này nó sẽ, nếu là nhiễm virus thì nó sẽ làm gây thêm cái tác dụng phụ cho người bệnh nữa, đặc biệt cũng là ở trẻ thôi. Vậy nên là nếu có sốt thì cân nhắc chuyển sang cái thuốc khác. Như vậy từ aspirin nếu là tác dụng phụ thì phân ra rất là nhiều ý như thế này, các bạn coi thêm thôi để cho chúng ta dễ nhớ về cái tác dụng phụ. Về mặt tương tác thuốc cho aspirin, như đã nói là nó gắn kết mạnh với protein huyết tương đó, cho nên là những khi kết hợp với thuốc khác nó sẽ làm tăng độc tính của thuốc dùng chung lên. Ví dụ một thuốc nha, ví dụ như là thuốc chống đông warfarin đi. Warfarin là thuốc chống đông máu dùng đường uống và nó sẽ kết hợp với protein huyết tương. Như vậy khi cộng chung với aspirin thì aspirin này nó sẽ đẩy warfarin ra khỏi protein huyết tương. Tức là khi mà warfarin bị đẩy ra khỏi rồi thì nó sẽ ở trạng thái tự do, và dạng tự do sẽ để thể hiện hoạt tính ha. Và khi thể hiện hoạt tính nhiều, tức là làm tăng tác dụng và cũng tăng độc tính của warfarin lên luôn. Cho nên khi dùng aspirin cẩn thận nếu có phối hợp với những cái thuốc khác. Đó là xong thông tin của aspirin nha các bạn. Còn về
Khi nào thì chúng ta sẽ dùng cái aspirin 81 này để chống kích thích tiểu cầu? Thì thật ra là với những bệnh nhân mà người ta đã làm cái thủ thuật đặt stent đó, đặt stent ở bên trong, tức là mình đưa vào trong cơ thể một cái yếu tố lạ, thì nó sẽ kích hoạt tiểu cầu đi đến gắn kết và nó tạo thành cục máu đông, sau đó là nó gây huyết khối và tắc mạch. Thì những người mà người ta đặt stent rồi thì hầu như họ phải xài chống tập tiểu cầu suốt đời. Có thể là dùng cái aspirin này, hoặc là sang hơn thì chúng ta sử dụng cái dòng clavulanate, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sang cái dẫn kích tiếp theo là ibuprofen. Ibuprofen hay là naproxen, ketoprofen thì nó sẽ chung là cái nhóm dẫn xuất acid propionic. Thì nhóm này nó sẽ mang cái hiệu lực giảm đau kháng viêm mạnh hơn aspirin, nhưng mà nó yếu hơn indomethacin. Được chưa? Naproxen, ketoprofen là nó ở cái mức trung bình nha. Rồi phenylbutazone thì thật ra là cái dẫn ta ít dùng cái loại này, và chỉ dùng khi mà những cái thuốc khác không còn tác dụng nữa thì chúng ta có thể xài. Bởi vì cái khả năng kháng viêm này nó của phenylbutazone nó mạnh, nhưng mà nhược điểm của nó là nó sẽ gây đập trên máu, tức là nó gây mất bạch cầu hạt và gây giảm miễn dịch ở bệnh nhân nha các bạn. Vậy thì câu hỏi trắc nghiệm hỏi chúng ta là thuốc nào mà nó gây giảm miễn dịch, mất bạch cầu hạt nhiều, thì đó chính là phenylbutazone. Được chưa? Rồi tiếp theo là indomethacin mang cái khả năng chống viêm rất là mạnh, nó mạnh hơn cả cái phenylbutazone mà chúng ta vừa nói, và nó hơn cả cortisone nữa các bạn. Cho nên là bởi vì cái khả năng chống viêm và giảm đau tốt như thế này mà thường indomethacin chúng ta sẽ chỉ định khi mà có các cái tình trạng viêm nặng, viêm mạn, ví dụ như là bệnh nhân bị gút hoặc là bệnh nhân bị viêm khớp xương, viêm dây thần kinh, chúng ta có thể xài. Và đặc tính nó cũng có đặc tính trên máu nhưng mà nó nhẹ hơn nhiều so với phenylbutazone nha. Indomethacin là một trong số các cái thuốc đã được FDA của Mỹ chứng nhận là có cái hiệu quả trong giảm đau do gút nha các bạn, điều trị gút rất là tốt. Rồi còn về nhánh oxycam thì như thế nào? Nhánh oxycam gồm gồm có là piroxicam nè, hay là meloxicam, thì mình thấy T 1/2 của nó hơn 50 tiếng, cho nên là cái khả năng là tích lũy thuốc nó cao ha. Và một lần chúng ta xài á, xin lỗi, tại chúng ta chỉ xài một lần trên ngày là chính. Được chưa? Chúng ta không nên uống quá nhiều. Rồi meloxicam thì nó cũng có cái T 1/2 rất là dài, và mình thấy là ức chế riêng biệt trên cấp 2 hơn so với cái piroxicam, vậy nên là giúp làm giảm lét dạ dày, với lại giảm cái nguy cơ suy thận hơn ha. Còn về diclofenac thì như thế nào? Đây là một cái thuốc có tác động là chống viêm rất là mạnh, chống viêm mạnh và tốt hơn cả dung chống viêm mạnh hơn so với cái aspirin nha các bạn. Và khả năng dung nạp qua đường uống thì nó sẽ tốt hơn so với indomethacin. Tuy nhiên là cái T 1/2 của nó ngắn, nhưng mà được cái là nó sẽ đi vào trong các cái phần dịch khớp, cái phần khớp bị viêm nhiều quá, cho nên thể hiện các cái chỉ tác động là chống viêm khớp mạng cũng rất là tốt. Còn về nimesulid thì loại này nó sẽ chọn lọc hơn trên cấp 2 và nó sẽ ít tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Được chưa? Cuối cùng là cái dòng cấp xít, thì đối với dòng cấp xít này nó sẽ chọn lọc rất là nhiều trên cấp 2. Tuy nhiên là đối với những thuốc chọn lọc trên cấp 2 thì cái việc là nguy cơ tác dụng phụ trên tim mạch sẽ rất là nhiều. Cho nên đến thời điểm hiện tại chỉ còn cái celecoxib và etoricoxib thôi. Và như đã nói thì ở Mỹ người ta cũng không có xài etoricoxib luôn, bởi vì cái nguy cơ tim mạch vẫn có nha. Còn Việt Nam chúng ta xài theo châu Âu, tức là hai cái loại này chúng ta đều có thấy sử dụng hết. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân mà người ta có bệnh lý mạch vành nào đó thì chúng ta cân nhắc
chúng ta cân nhắc một ít, bởi vì nó sẽ gây tai biến trên tim mạch nha các bạn. Rồi, như vậy nguy cơ tim mạch của NSAID nó sẽ tập trung chủ yếu vào cái nhánh chọn lọc trên cấp 2. Như vậy các bạn sẽ thắc mắc là lỡ như bệnh nhân của các bạn đang điều trị vừa bị tim mạch, vừa bị bệnh lý về mặt tiêu hóa thì chúng ta lựa chọn cái gì? Đây là cái bảng giúp các bạn định vị nha. Nguy cơ biến chứng đường tiêu hóa từ thấp trung bình đến cao. Cao này là ví dụ như bệnh nhân có loét dạ dày hay là có tiền sử loét dạ dày đó, được chưa? Rồi nguy cơ mà biến chứng tim mạch họ cũng xếp theo từ thấp đến cao nhé. Nếu như là nguy cơ biến chứng tim mạch cao, tức là bệnh nhân người ta có các cái bệnh lý tim mạch, đặc biệt là trên bệnh mạch vành đó, thì bây giờ chúng ta sẽ coi giả sử như bệnh nhân của các bạn là người bị mạch vành và chưa có cái tiền sử viêm loét dạ dày tá tràng nào hết, thì mình sẽ xếp họ vào là nguy cơ tiêu hóa thấp, nguy cơ tim mạch cao, đúng không? Vậy thì cái thuốc ưu tiên theo khuyến cáo nó sẽ là naproxen cộng với cái ức chế bơm rồ tâm. Còn trong trường hợp là bệnh nhân của mình không có cái bệnh tim mạch nhưng mà bệnh nhân lại có cái tiền sử loét, thì ở đây mình sẽ thấy yêu cầu tránh dùng NSAID nếu được, còn nếu có xài thì phải sử dụng thêm với cái ức chế bơm rồ tâm hay là mifepristone để bảo vệ. Cái này chúng ta sẽ học được trong cái bài thuốc tác động trên đường tiêu hóa nha các bạn. Còn nếu như bệnh nhân của mình vừa có cái nguy cơ trên đường tiêu hóa cao mà vừa có cái nguy cơ ở tim mạch cao, thì có ba cái sự lựa chọn, tùy là nguy cơ nào lớn hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thuốc cho nó thích hợp, được chưa? Cái bảng này nghĩ là các bạn note lại ha, nó sẽ có ích cho cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc cho bệnh nhân nha. Còn về để ngừa loét cho bệnh nhân khi mà sử dụng NSAID thì hầu như là chúng ta sẽ lựa chọn mifepristone hay là ức chế bơm rồ tâm để mà chúng ta giảm cái nguy cơ loét cho bệnh nhân. Rồi như vậy về NSAID là chúng ta đã học xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ sang cái acetaminophen hay là cái paracetamol nè. Acetaminophen là ở Mỹ họ kêu ha, còn mình gọi theo châu Âu là paracetamol. Thì về mặt cấu trúc các bạn sẽ thấy là cấu trúc nó mang cái cấp amid cũng khá là bền, đúng không? Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa và nó hầu như không gắn với protein huyết tương, cho nên paracetamol đó, nó ít khi nào nó gây tương tác thuốc với các cái dòng thuốc đường chung lắm ha. Trên thực tế lâm sàng, paracetamol phối hợp được với nhiều thuốc và nó sẽ có ở những cái dạng dùng khác nhau, từ tiêm đến uống đến dạng đặc nữa. Và chúng ta có thấy phối hợp của para với caffeine, với codeine hay là cả para phối hợp với ibu nữa, nó sẽ làm cho cái hiệu quả giảm đau nó sẽ mạnh hơn, được chưa? Xét về mặt hiệu lực đó, giảm đau thì mình thấy là paracetamol nó giảm đau mạnh hơn cả aspirin, kịp chưa các bạn? Đương nhiên là nó sẽ giảm đau thấp hơn nhiều so với morphine rồi. Còn về tác dụng hạ sốt thì lưu ý là paracetamol nó sẽ giúp giảm triệu chứng sốt khi có sốt, có nghĩa là không sốt thì nó sốt nó cũng không có giúp giảm thân nhiệt đâu ha, được chưa? Có sốt thì nó sẽ giảm về cái mức bình thường, còn nếu như không sốt thì chủ yếu là nó sẽ mang cái hiệu quả giảm đau cho người dùng là chính. Về mặt tác dụng para giúp giảm đau hạ sốt còn kháng viêm rất là yếu và nó cũng không có gây kích ứng trên dạ dày nữa. Đây được xem là một trong số các cái loại thuốc an toàn cho nhiều đối tượng như là trẻ em hay là phụ nữ có thai. Và lưu ý là dùng liều cao hơn 4 gram trên ngày sẽ gây hoại tử tế bào gan nha các bạn. Cái này thì ngày trước chúng ta có nói rồi đó, là bởi vì cái paracetamol này nó tạo ra cái chất độc có tên là natri, được chưa? Và bình thường thì nó sẽ chuyển hóa theo glutathione,
là cái cơ chất nội sinh trong cơ thể để tạo thành chất mới không có độc tính. Tuy nhiên là với cái liều hơn 4 gram trên ngày thì cái lượng glutathione nội sinh chúng ta không có đủ, cho nên là cái chất này nó sẽ vẫn còn và nó đi tới gan, nó gây hoại tử tế bào gan. Và một trong số các cái chất giúp giải độc chính là N-acetylcysteine, là cái thuốc ho mà ngày hôm trước chúng ta đã học đó. Paracetamol chúng ta có thể dùng với nhiều cái khoản liều khác nhau, nhưng mà lưu ý là không vượt quá 4 gram trên ngày ha. Rồi chống chỉ định khi bệnh nhân có suy gan mà suy gan nặng nha các bạn. Còn về thuốc giảm đau thuần túy, ví dụ như là fluoxetine, thì nó chỉ giúp giảm đau mà thôi và giảm đau mang lại cái hiệu quả khá là mạnh, được chưa? Còn về cái tác động kháng viêm hạ sốt thì tương đối là yếu nha. Loại này thì nó sẽ không có gây kích ứng dạ dày cũng như là không gây nghiện, được sử dụng rất là nhiều, rất đa rất là được sử dụng rất là nhiều. Về những cái thuốc khác như là dextroglobosifen thì thật ra là cho tới thời điểm hiện tại nó đã ngừng lưu hành rồi các bạn. Hồi xưa thì có cái chế phẩm diantanvic có, nhưng mà nhiều con nghiện đó người ta dùng cái, người ta chiết được cái dextroglobosifen rồi sau đó họ điều chế ngược lại cái chất gây nghiện morphine á, cho nên là bây giờ thì nó không có còn được lưu hành nữa. Cuối cùng là cái kháng viêm dạng men. Và tới thời điểm hiện tại thì mình chỉ còn có cái alpha chymotrypsin thôi. Thì loại này nó sẽ giúp là giảm sưng tấy phù nề sau phẫu thuật hoặc là bỏng nha. Này đa phần thì chúng ta dùng ở dạng ngậm dưới lưỡi là chính, bởi vì nó dạng men mà, cho nên nếu như mà nó đi vào dạ dày á thì nó sẽ bị axit của dạ dày phân hủy và bị giảm tác dụng. Cho nên nếu như dùng đường uống được hay không, thật ra là được chứ không phải không, nhưng mà các bạn phải dùng liều gấp đôi cho bệnh nhân của mình. Ví dụ như các bạn kê cái liều 1-2 viên trên một lần với cái dạng ngậm thì nó sẽ là từ 2-4 viên nếu là bệnh nhân dùng đường uống, được chưa, thì nó mới cho cái hiệu lực tương tự. Rồi, như vậy là cái phần giảm đau hạ sốt kháng viêm của mình hết rồi đó các bạn. Đối với cái nội dung bài này, các bạn có cái câu hỏi nào hay không?